Hai bữa nay bữa sáng sáng ngày 30 tây tháng 8 2021 lúc 8 giờ sáng khoảng gần 8 giờ sáng tới sắp xếp 5 sáng à. Tôi mới hái gom, hái đó giờ cũng được 30 kg chừng á, cái này chắc cũng 3 kg quá, 3 4 kg 3 cân nó hôm qua mới hái nha. Kho qua này hái ngày cách hai ba bữa để tủ lạnh nè. Gom loại này gom chụp hình nè, đây rồi canh kho qua nè bà xã tôi giỏi lắm, nay sáng bà xuống bà nấu sớm nè, canh kho qua nè các bạn canh kho qua nè, ăn kho qua hoài luôn á cũng cho trồng sớm mà. Nhà nào cũng cho 1 ký 2 ký trồng sớm đây nè, đây đây cũng khoảng chừng 50 trái à. Cái này là hái hồi sáng, mới ngày sáng à, nó trái nho nhỏ là cuối vụ á các bạn, cuối vụ trắng à. Không biết cái niềm vui mình trồng cảm thấy có niềm vui ha, mình vui là được rồi ha, vui vui cái này hái 1 2 bữa rồi bỏ tủ lạnh, này đây mà cân luôn nè, cái này chưa cân nè. Để tủ lạnh rồi. Cái này khế nhà đậu bắp cũng mới hái, bắp ngày 2 trái 2 trái con cái ngọc có qua nè các bạn, nè có qua bà xã mới nấu nè, nè đã hơn bà xã tôi dỗ lắm nha, đây nè đây nè mê lắm đây nè, tái nó tôm nè ha, tôm là tôm biển nha, tôm biển nha. Nè bỏ lên cân nha các bạn, hồi nãy mình giờ bỏ cân nè, hôm nay là ngày 30 tây tháng 8 nè, gom rồi hết cũng khoảng bằng ba bốn 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 chục trái trở lên nè. Đây rồi canh đây ha, canh có qua đây bạn xem nè ha, cái này là 4 ký 8 yếu, trừ cái này thì nửa ký đi cho 4 ký 7 cái rồi hái cũng được 30 kg rồi này, 4 ký nữa 4 ký 7 nữa cuối vụ rồi hết rồi, còn cái nhỏ nhỏ không à. Chúc các bạn ngày mới là 30 tháng 8 dồi dào sức khỏe nha, tôi đăng này tôi quăng lên YouTube tôi coi, chào các bạn.